Hello, xin chào thầy các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là 9 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về con này là con Samsung A51 các bạn nhá. Đấy, con Samsung này là Samsung A51. Đây ạ. Hôm nay thì bên mình lại về đây, con này là con Samsung A51. Thì con Samsung A51 này thì bên mình con này thì là ngoại hình của nó máy còn 90% trên 90% các bạn nhá. Con Samsung A51 bên mình là ngoại hình là máy còn 90% trên 90%. Thì là con này thì là máy màu xanh lơ này, rất là đẹp các bạn nhá. Đấy. Con này là màu xanh lơ. Hình thức cũng còn khá là ok. Máy còn khá là đẹp các bạn nhá. Đấy ạ. Con này viền cũng được đẹp. Lưng thì nó hơi phải một tí thôi. Đấy. Nói chung là dùng máy cũ là không thể tránh được. A51 của nó là thiết kế là 1 2 3 4 camera và một đèn flash các bạn nhá. Cụm đèn rất là xinh xắn các bạn nhá. Này, vân tay thì là âm màn hình các bạn nhé. Đấy, con Samsung A51 này. Này, Samsung A51 con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Cấu hình con Samsung A51 này, con này là phiên bản của nó, mình lại sẽ là RAM 6GB nhé. RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 128GB. Thì là con này thì màn hình đẹp keng nhé, không ám ồ hay không lưu ảnh gì. Nói chung là bọn Samsung đời mới này thì nó không có bị ám như kiểu mà nó ra như bây giờ như kiểu là Note 8 hay là S7 hay là Note 5 chẳng hạn nhé. Thì vì nó mới ra mà, đâm nó sẽ chưa có bị màn ám hình các bạn nhé. Con Samsung A51 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A51 chính hãng phiên bản 2 sim này các bạn nhé, hàng lịch sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số thoại đồng nghiệp đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa bên mình có ship nên các bạn yên tâm. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức, thì các bạn nào mà tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ forward ship cho bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ được một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhé. Samsung A51 4 triệu đồng cho các bạn lựa chọn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con Samsung S9 Plus. Ủa, S9 Plus thì mình đang hết pin mất. Thì mình sẽ sạc pin cho các bạn nhé. Con này quên thì mình đây thì mình sẽ sạc pin lên một tí. Rồi. Samsung S9 Plus. S9 Plus thì là con này thì là ngoại hình thì máy còn độ 90% các bạn nhé. Mặt sau thì là khách cũng có dán kiểu ly lông rồi. Mặt sau thì khách cũng có dán kiểu dán ly lông rồi. Đây là mật khẩu thì ghi vào cho đỡ quên. Đấy, Samsung S9 Plus. Thì hôm nay mình lại vừa mới về được con này xong. Con Samsung S9 Plus thì con này bản Hàn nhé, 2 SIM 2 sóng. Con nhà mình là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Con này thì S9 Plus thì là cấu hình con này sẽ là mình sẽ xem cho các bạn nhé. RAM con này là RAM 6GB. Đó. Hết pin, đợt tí mình chờ mình sạc pin một tí các bạn nhé. Đấy, nhưng nó RAM 6GB ấy. Đây có Note 8 đi. Mình sẽ về giới thiệu con Note 8 cho các bạn đi. Note 8 thì hôm nay mình vừa mình về con này xong. Đây. Đây, Note 8 thì hôm nay mình vừa mình về con này xong. Con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con Samsung bản Hàn 2 SIM Note 8 bản Hàn 2 SIM sóng này, con này là phiên bản của nó RAM 6GB các bạn nhé. Đấy, con này là phiên bản của nó là RAM 6GB. Đây. Con này là phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB các bạn nhé. Đấy, con này là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB. Đây. Màn hình con Note 8 màu xanh này thì màn hình đẹp keng nhé, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Cấu hình là RAM 6, bộ nhớ 256GB. Ngoại hình thì máy con này còn máy còn 90% trên 90% các bạn nhé. Đấy ạ. Đấy. Con màn hình đẹp keng này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu 500k nhá. Thì mình sẽ vào xem phim mới nghe nhạc luôn cho bạn này. Nói chung là Samsung Note 8 các bạn dùng cực kỳ là sướng và cực kỳ là phê các bạn nhé. Tin vui lẫy lừng, chả biết là cái tin vui chắc là chắc là cái bọn ối rồi bà que
Mình sẽ xem vào nhạc vàng cho bạn luôn này. Đây, nhạc vàng. Rất là nhanh, giảm 6 GB. Các bạn nghe nhạc thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mình sẽ, nói chung là nhanh lắm. Dùng rất là sướng, có hỗ trợ cái bút. Đây, lót tạp thì có hỗ trợ cái bút các bạn mà viết hay là vẽ hay là gì cũng rất ok các bạn nhé. Đấy. Đây, loa nghe nhạc thì cực kỳ là hay các bạn nhé. Đấy. Đấy, nó 8 này thì là màn hình của nó là đấy, các bạn nghe nhạc cực kỳ là sướng nhá. Đấy, nó 8 của màn hình của nó thì là màn hình của nó là tràn viền 6.3 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K cực kỳ là tuyệt vời. RAM 6 GB, bộ nhớ 256 GB, các bạn dùng thì quá là mượt luôn. Quá là nhanh luôn, không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 phiên bản là 256 GB này thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.500.000 đấy cho các bạn nhá. Đây, con S9 Plus thì mình sẽ giới thiệu luôn cho bạn luôn này, mình sẽ đợi lên nhá. Đây, giá rẻ thì mình có đây. Giá rẻ thì nhà mình hôm nay thì nhà mình về được con này còn Oppo gì nhỉ? Đây, giá rẻ thì nhà mình về được con này còn Oppo A71 các bạn nhá. Con Oppo A71 này thì là RAM 2 GB, bộ nhớ trong là 16 GB. Đấy, con Oppo A71 là RAM 2 GB, bộ nhớ trong là 16 GB. Con này thì là bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.1 triệu nhé. Con Oppo A71 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.1 triệu. Đấy, ngoại hình thì máy cũng còn độ 90%. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A71 này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.1 triệu các bạn nhé. Con Oppo A71 này 1.1 triệu cho các bạn nhá. Đấy ạ. Và con này là con Samsung gì nhỉ? Đây. Đây, hôm nay nhà mình lại về con này là Samsung Z5 2016 các bạn nhé. Đấy. Con Samsung Z5 2016 này. Đấy, Samsung Z5 2016, con này là bản RAM 2 GB, bộ nhớ trong là 16 GB. Con này là bản gì nhỉ? Công ty, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Ngoại hình con Samsung Z5 2016 này thì ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy. Còn bạn nào mà thích yêu sản phẩm Samsung thì các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Đấy. Đấy, rất là rẻ nhé. Con này thì là rất là đẹp luôn, màn hình cũng đẹp nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.300.000 nha các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 2016 bản công ty 2 SIM thì các bạn nhà hàng sớm nhất 1.3 triệu cho các bạn nhé. Con này thì là màn hình của nó là AMOLED, cho hình thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. Đấy, bạn nào mà thích màn hình AMOLED thì các bạn đặt hàng sớm nhất nhé. Màn hình OLED, AMOLED thì cái màn hình nó rất hiển thị phông chữ cực kỳ là đẹp. Các bạn để mà xài rất là ok, hoặc là mua tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. 1.3 triệu cho các bạn nhé. Đấy, rất là rẻ. Này, bạn S9 Plus. S9 Plus thì là con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này là RAM của nó là RAM 6 GB nhé. Đây ạ. Con này là RAM 6 GB này. Đấy, RAM 6 GB. Bộ nhớ trong con này là 256 GB nhé. Đấy, RAM 6 GB. Bộ nhớ trong con này là 256 GB. Con S9 Plus này thì ngoại hình thì máy còn độ 90% trên 90%. Đấy. Đấy, hôm nay mình vừa mới thâu của khách xong. Đấy, con này cũng là hàng thâu lại của khách xong này. Mặt lưng thì khách cũng đã kiểu dán cái miếng chống xước ấy. Đấy. Hình thức cũng khá là ok. Đấy. Con S9 Plus này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 4.500.000 các bạn nhá. Đấy, hàng thâu lại của khách giá được giá hời thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là hời các bạn nhá. 4.500.000 cho bạn con bản 256 GB nữa các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 cộng này các bạn hàng mình sớm nhất nhá. 4.500.000 cho các bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo hôm nay nhà mình về con iPhone X này. Còn iPhone X này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách cho các bạn nhé. Đấy, pin iPhone X này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là khách cũng đã thay pin mới 100% rồi. Đấy. Đấy. Máy con này thì là máy zin nguyên bản nhé. Con này thì con này tất cả là main zin, màn zin. Main zin, màn zin các bạn nhé, không phải là màn 2LC hay là OLED thì các bạn nhé. Còn iPhone X này thì là bản gì nhỉ? Quốc tế này. Con này là bản quốc tế 64 GB. Fake ID các kiểu đầy đủ các bạn nhé. Fake ID. Đấy, Fake ID thì là Fake ID thì đầy đủ các bạn nhé. Đấy. Đấy. Fake ID thì đầy đủ các bạn nhé. Con này thì là fake rất đầy đủ nhé.
Thôi thì mình đây mình quét mất thời gian ạ. Fake ID thì con này thì là đầy đủ các bạn nhé. Con này là bản quốc tế gì nhỉ? 64GB. Pin con này khách đã thay pin mới 100% cho các bạn nhé. Ngoại hình thì máy còn 90. Trên 90%. Đây, ngoại hình thì máy còn 90. Trên 90%. Đấy, main zin bản mình sẽ bao cho bạn là main zin màn zin. Nên là các bạn yên tâm sử dụng nhé. Còn iPhone X này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 7.800.000 nhé. Đấy, bên mình đang thanh lý bạn giá là 7.800.000. Máy màu đen bóng rất là đẹp các bạn nhé. 7.800.000. Đấy, bao cho bạn là main zin màn zin. Và khách cũng đã thay pin mới 100% cho các bạn một lần các bạn nhé. Đấy, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone X này các bạn nhận hàng được sớm nhất nhé. 7.800.000 cho các bạn nhé. Đây ạ. Đây, nhà mình lại có con giá rẻ nữa nhé. Con này là con là gì nhờ? Con này là Samsung Z7 Pro. Đấy, Samsung Z7 Pro. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con Samsung Z7 Pro này là phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là khách đã thay màn OLED một lần rồi các bạn nhá. Đấy, Z7 Pro. Khách thay màn OLED một lần rồi. Ngoại hình thì máy còn độ 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu tư các bạn nhé. Này có một em gái rất là xinh này. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu tư nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro khách đã thay màn OLED một lần thì các bạn nhà hàng được sớm nhất, bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu tư các bạn nhá. Rất là ok cho bạn. Đấy. Và tiếp theo thì nhà mình lại về con này là con Oppo này. Con Oppo thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Thì là ngoại hình con này còn độ khá là ok. Ngoại hình con này còn độ 85-90%. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con Oppo F9 này thì là phiên bản của nó là RAM của nó là RAM gì nhỉ? Đây. Oppo 9 này. Con này là phiên bản là RAM 4GB nhá, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì là khách cũng đã ép kính một lần rồi. Hôm nay mình vừa mới thâu lại con Oppo F9 này thì khách cũng bảo với mình là ép kính lại một lần rồi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.800.000 con Oppo F9 đấy các bạn nhé. Con này thì là khách đã ép kính một lần rồi, nói chung ép kính cũng chả điện thoại bình thường gì. Điện thoại mà ép kính rồi thì cũng bình thường các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.900.000 các bạn nhé. Các bạn là 1.800.000. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 1.800.000 này các bạn hàng sớm nhất, phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, dùng rất ok, mình sẽ tặng cường lực và sạc cho các bạn nhé. Con Oppo F9 này. Và sản phẩm ở cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn là con này đây. Con này là con iPad 2 nhé. iPad 2 thì con này là phiên bản là Wi-Fi 3G. iPad 2 thì con này là phiên bản là Wi-Fi 3G các bạn nhé. Các bạn làm mà lắp có thể lắp, các bạn ở xa các bạn có thể lắp SIM vào mạng cũng được, hoặc các bạn nhà dùng Wi-Fi cũng được. Con iPad 2 này thì bên mình thì là đang bán cho bạn giá là 1.500.000 nhé. Con này thì là màn hình của nó là 9,7 inch cơ, gần 10 inch. Pin thì là hơn 10.000, dùng rất là ok. Con này thì là phiên bản Wi-Fi 3G. Mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.500.000. Các bạn mua về học hành online hoặc đảo bọc báo xem phim thì cực kỳ tuyệt vời nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPad 3 này các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Đấy, và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình vừa có được mấy mẫu thôi. Thì còn đâu mình để cửa hàng mình bán chủ yếu mà. Thật đợt này nó cũng hiếm máy lắm, nên đâm là mình còn những mẫu nào thì mình nói chung là khách cửa hàng mình thưa thì mình sẽ thanh lý trên mạng, có cách nào mà cửa hàng đông thì mình sẽ bán được cửa hàng. Thì nhà mình có mấy mẫu hôm nay thôi, thì bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc, và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.